Welcome to Labs Humber. Okay. Và đây là outfit của mình ngày hôm nay. Thì hôm nay mình mặc một cái áo basic hoodie với lại một cái quần jean. Bên trong thì mình có mặc một cái quần giữ nhiệt nữa. Thì hôm nay rất là lạnh luôn. Và bên trong áo thì mình cũng có mặc một cái sport bra để sau giờ học thì mình sẽ đi gym. Và let's see, hôm nay mình sẽ làm gì nha. Bây giờ hiện tại là 8 giờ sáng và ngoài trời đang rất là lạnh, khoảng âm 12 độ. Nhưng mà nhiệt độ cảm nhận thì có thể sẽ âm nữa, nên rất là freezing. Và bây giờ thì mình sẽ lên trường để học đi. Sẽ học. So cold. Thì mình vừa mới vào trong cái building này. Ngoài trời rất là lạnh luôn. Tay mình freezing hết. Mình không có feeling được cái gì hết luôn. Thì hôm nay mình sẽ có 3 tiết. Tiết đầu tiên của mình sẽ là tiết tích hợp ngôn ngữ, hoặc là ngôn ngữ tích hợp gì đó mình không biết. Nhưng mà mình tới hơi sớm mà lớp mình chưa mở cửa nên mình sẽ phải đứng ở ngoài đợi. Ha. So this is my friend. Okay. Want the comma here, that doesn't change. Whether it's followed by a phrase or whether it's followed by a clause. That doesn't change. So the capital H, is after the period, right? Yeah, well, it can be comma. So we just finished our class, and now we are moving to another class. Oh my god! So cold. You have lots. Okay. So now it's reading time. This is our classroom. So we need to pick up some books to read. 뭔지 오늘 오크머스날 뒤에 옆으로 그래. So I'm just pick up a book. I never tried to read it.
So Rainbow is finished. So now it's our lunch time. Bây giờ thì mình sẽ đi đến căng tin và have lunch. Anh nắng luôn chị. Anh nắng. Vô lại. Hi. Xin tự khai các bạn nha, mình là Linda. Chúc các bạn đi. Nữa. Gì? Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Ola la. Mình vừa mới học xong tiết cuối cùng của ngày hôm nay và bây giờ mình sẽ đi tới phòng tập gym của trường mình. Thì phòng tập gym này sẽ free nếu mà mình có student card.
Yes, let's go. It's warm. It's warm now because of the sunshine. Warmer than this morning. This morning is super cold. So now we are on the way to go to the gym. So what? What's up, guys? Bây giờ đã có nắng rồi. Nắng nhưng mà lạnh lắm mọi người ơi. Khổ thân tụi tôi. Khổ thân du học sinh. Tôi sẽ thấy khổ gì cả. Có âm 10 độ chứ nhiều, ít ỏi lắm. Đâu, hôm nay âm 18 à? Âm 20. Feel like 22 luôn. Sợ thật. Tụi tôi đang đi đến phòng gym nè mọi người. Ê, má này nói kiểu như cái gì thằng cái gì Lê Dương Bảo Lâm á đang livestream mọi người ơi. Trời. Nói gì nữa tắt đi má. Có khói không ta? Có khói. Ê, có khói. Không để xa ra mới thấy mày. Có nè nè. Ngô. Khi đi gym thì mình có vào Starbucks của trường để order một cái mocha frappuccino để đi uống. Okay. Khi mà mình đi gym thì mình có cái thẻ này, cái plastic này thì mình mới được vào. Thì trước khi mà làm cái thẻ để tập gym thì các bạn sẽ có một cái đơn để fill. Mình đang trong phòng thay đồ thì hồi nãy mình có nói là nếu mà các bạn muốn vào đây tập thì các bạn chỉ cần đưa cái thẻ học sinh. Và trước khi mà mấy bạn đưa thẻ học sinh thì họ sẽ bắt các bạn phải fill in the cái đơn á. Bạn phải điền cái đơn. Cái đơn đó chỉ để cho kiểu như là cái cân nặng của bạn, cái sức khỏe của bạn hiện tại đang có và cái người thân, đó là cái người mà emergency, người thân á, nếu mà cứ các bạn gặp chuyện gì xảy ra thì có thể liên lạc được với người đó. Như vậy thì các bạn phải fill in cái tờ đơn đó và các bạn sẽ được một cái stick vào cái card của các bạn thì các bạn có thể vào đây tập. Yeah. Thì mình có một lời khuyên cho mấy bạn mà muốn đi tập thì ở đây sẽ có những cái locker như thế này thì các bạn nên chuẩn bị cho mình một cái lock, một cái khóa để có thể khóa mấy cái tủ này. Mà các bạn không đem cũng được thì cái đó là tùy vào cái sự gì ta, lựa chọn mấy bạn sự lựa chọn của mấy bạn thôi. Thì cũng không có ai lấy đồ của mấy bạn hết, nhưng mà cẩn trọng hơn thì các bạn nên đem cái khóa thì càng tốt thôi. Đây là cái outfit mà để mình đi tập.